Xin được trân trọng kính chào quý tôi tới Chúa, quý con cái Chúa. Chúng ta từ các nơi trở về đây để tham dự hội đồng giáo hạt lần thứ 48. Chúng ta có mặt tại đây buổi tối hôm nay thì chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời Ba Ngôi, và đặc biệt chúng ta dành thời giờ để cầu nguyện cho hội đồng trong năm nay. Thường khi bắt đầu bài giảng, tôi thường hỏi hội thánh rằng quý vị có khỏe không? Nhưng mà hôm nay tôi không dám hỏi, tại tôi biết mệt lắm rồi. Có nhiều người chưa ăn tối nữa phải không? Có ai chưa ăn tối không? Dạ, tôi biết là chút xíu nữa đó là tối nay là mình có buổi tối cầu nguyện, nhưng mà quý vị sẽ bắt đầu cầu nguyện từ giờ này á, tại vì chưa ăn tối và cũng mệt nữa. Nhưng mà giọng mình có mệt như vậy thì quý vị có thấy vui khi chúng ta có mặt ở đây không ạ? Vui không? Quý vị vui thì quý vị làm gì? Tôi rất là vui, bởi vì 9 tháng vừa qua chúng ta biết rằng giáo hạt trải qua nhiều cái biến cố, nhiều cái biến động, và tôi rất là vui bởi vì lần này tôi có mặt tại nơi đây. 2 tuần trước thì tôi bắt đầu chuẩn bị cho hội đồng. Thiệt ra cách đây 1 tháng là tôi đã chuẩn bị hội đồng rồi, tôi mua một bộ đồ vest mới phải không? Rồi 2 tuần vừa rồi thì tôi bắt đầu đi tập phòng gym lại. Cái mục đích tôi tập phòng gym này làm gì là tôi chỉ có 2 mục đích thôi. Thứ nhất là khi mà tôi đứng lên cái cân tôi có thể đọc được con số ở dưới. Và thứ nhì là tôi mặc cái áo này vô tôi gài được 1 nút. Mà rất tiếc là sau 2 tuần là tôi đứng lên, tối hôm qua tôi đứng lên cân tôi vẫn không thấy con số là bao nhiêu hết trơn. Và giờ này tôi cũng không gài được 2 nút trên đây, nó vẫn hở ra như thường phải không? Có lẽ nhiều người nói với tôi rằng là tại sao mà mục sư mà đi dự hội đồng lại quan trọng cái chuyện giảm cân nhiều như vậy. Thiệt ra thì quý vị phải thông cảm là cá nhân tôi đó thì phải quan tâm chứ. Tại vì dễ gì được giảng trong hội đồng đâu. Năm nay thì mấy vị trong ban nhóm anh giáo hạt cảm động chứ, rồi năm sau không cảm động nữa thì sao? Thành ra đây là cơ hội ngàn năm có một, thành ra đã xuất hiện thì phải đẹp trước cái đã, phải không? Hồi nãy tôi đi kiếm một sư Vi Tuấn Cường, tôi định nhờ một sư Vi Tuấn Cường chụp chung tôi cái hình mà tôi chưa thấy một sư. Quý vị ơi, nói thì nói cho vui vậy thôi, nhưng nó cũng không vui lắm đâu, bởi vì sự thật nó là như vậy. Và chúng ta thường có một cái xu hướng đó là chúng ta muốn mình làm trung tâm. Chúng ta thường có cái xu hướng là chúng ta muốn mình là cái người được chú ý, muốn được khen ngợi, muốn ý mình được làm thành, muốn mình được chiếm cái spotlight, hoặc là muốn người khác phải nhìn mình. Và tôi có thể nói rằng đa phần, nếu không muốn nói là tất cả những nan đề, những cái rắc rối, những xung đột, những cái đổ vỡ từ chính nội tâm chúng ta cho đến gia đình chúng ta, cho đến hội thánh của Chúa, cho đến xã hội, nó đều xuất phát từ chính cái điểm này. Và nhiều lúc chúng ta quên rằng mình chỉ là một vật thọ tạo, và do đó mình chưa bao giờ là trung tâm cho bất cứ vấn đề gì ở trong đời sống của mình. Hãy nói rằng tôi không phải là trung tâm trong cuộc đời của tôi. Thế thì ai làm trung tâm trong đời sống của tôi? Và tất cả chúng ta đều có thể nói rằng đó là Đức Chúa Trời và sự vinh hiển của Ngài. Nhưng thật ra đó có phải là điều mà chúng ta đang hướng đến và đang sống trong cái cuộc sống mỗi ngày của chúng ta hay không? Tôi rất là cảm ơn Chúa vì giữa biết bao nhiêu là cái xáo trộn, biết bao nhiêu là những nan đề đang diễn ra, thì Chúa đã hướng dẫn cho các đầy tớ Chúa trong ban cho mình giáo hạt để đưa ra cho chủ đề của hội đồng năm nay là hãy nhìn xem Chúa Giêsu. Hãy nhìn xem Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Ngài cũng là gương mẫu để cho chúng ta noi dấu chân Ngài. Tối hôm nay là chương trình cầu nguyện. Và đương nhiên điều chúng ta nhìn xem Chúa Giêsu đầu tiên, đó là nhìn xem Chúa Giêsu cầu nguyện. Có nhiều phân đoạn nói về sự cầu nguyện của Chúa Giêsu, ngay như vừa rồi chúng ta vừa mới đọc với nhau trong lời cầu nguyện của Chúa ở trong văn thứ 17. Nó đã là quá xuất sắc rồi. Tuy nhiên trong thời giờ ngắn ngủi buổi tối hôm nay thì tôi chọn một phân đoạn kinh thánh, đó là Mác đoạn 1 câu 32 đến câu 39 và câu gốc trong Phi-rơ nhất đoạn 4 câu 7 để chúng ta cùng nhau suy gẫm. Cái câu chuyện này bối cảnh nó xảy ra như thế nào? Câu 32 viết rằng đến chiều mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ bệnh và kẻ bị quỷ ám đến cùng Ngài. Cả thành nhóm lại trước cửa, Ngài chữa lành nhiều kẻ đau các thứ bệnh và đuổi nhiều quỷ, chẳng cho phép các quỷ nói ra vì chúng nó biết Ngài. Nếu chúng ta dịch lên phía trên chút xíu, trước đó trong câu 21 thì Mác cho chúng ta biết rằng đó là ngày Sa-bát. Và Chúa Giêsu đã vào trong nhà hội tại Capernaum và đã bày tỏ cái thẩm quyền thiên thượng của Chúa qua cái sự giảng dạy của Chúa và qua việc đuổi quỷ. Sau đó Chúa Giêsu tiếp tục bày tỏ cái thẩm quyền của Chúa trên bệnh tật qua việc Chúa bước vào nhà của Phi-e-rơ và chữa lành bệnh cho bà gia Phi-e-rơ trong câu 29, câu 31. Và vì đó là ngày Sa-bát, thành ra chỉ đến khi mà ông Mác nói rằng đến chiều mặt trời đã lặn, nghĩa là khoảng 6 giờ chiều khi mà ngày Sa-bát đã chấm dứt, thì người dân trong vùng mới dám đem mọi kẻ bệnh và kẻ quỷ ám đến cùng Ngài. Và Chúa Giêsu đã chữa lành nhiều kẻ đau các thứ bệnh và đuổi nhiều quỷ. Khi đọc Kinh Thánh, quý vị có bao giờ hình dung ra cái câu chuyện đang diễn ra trước mắt của mình? Và khi tôi nhìn câu chuyện này, tôi thấy rằng tại thời điểm đó,
Chúa Giêsu của chúng ta giống như là một ngôi sao mới nổi lên này. Và ở trong cái thời điểm đó, khi Chúa bắt đầu chức vụ, Ngài nổi lên, dân chúng thật sự choáng ngợp vì cớ sự dạy dỗ đầy quyền năng của Chúa. Và họ cũng vô cùng ngạc nhiên, họ choáng ngợp với cái thẩm quyền của Chúa trên tà ma, trên bệnh tật. Và cái điều gì đến thì nó phải đến. Đó là sáng hôm sau các môn đệ đã nói với Ngài rằng hết thảy đương tìm Ngài. Hết thảy đứng tìm thầy. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là danh tiếng của Chúa Giêsu đang dâng cao. Nói một cách khác, Chúa Giêsu thật sự thời điểm bây giờ, Chúa đang chiếm cái spotlight. Mọi ánh sáng đều dồn vào Chúa. Và chúng ta thấy rằng trong cái bối cảnh đó, Chúa Giêsu làm gì? Kinh Thánh nói với chúng ta rằng sáng hôm sau, trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ và cầu nguyện tại đó. Chúng ta nhìn thấy cái ưu tiên trong đời sống của Chúa Giêsu không có gì khác hơn là sự tương giao với Đức Chúa Trời. 6 giờ chiều hôm trước, cả thành nhóm lại trước cửa để xin Chúa cứu giúp. Và có lẽ công việc này nó sẽ kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Nhưng sáng hôm sau trời còn mờ mờ, Ngài đã chờ dậy. Ngài chờ dậy có nghĩa là gì? Ngài chờ dậy có nghĩa là trước đó Chúa Giêsu đã ngủ. Điều đó cho chúng ta thấy trong cái vai trò một con người, Chúa Giêsu cũng đối diện với những cái mệt mỏi. Và Chúa cũng đã ngủ. Nhưng rồi Chúa đã thức dậy để làm, và cái việc mà Chúa làm đầu tiên trong một ngày mới là gì? Chúa đã bước vào nơi vắng vẻ, và ở tại nơi đó Chúa đã đến để tương giao, để cầu nguyện với Đức Chúa Cha. Chúa bước vào nơi vắng vẻ để có thể đối diện với cả một cái đám đông, cả một cái thành vây quanh đó. Chúa cần những cái giờ phút với Đức Chúa Cha ở trong nơi vắng vẻ. Ở quý vị, ở chúng ta đang sống trong một cái xã hội lúc nào cũng phải hoạt động liên tục. Nhưng chính những cái giờ phút yên tĩnh với Chúa, nó mới quyết định cái sự hiệu quả khi chúng ta đối diện với đám đông. Khác với cái thẩm quyền của đời này, dựa vào vị trí xã hội, dựa vào sức mạnh tài chính, dựa vào cái tài năng trong cuộc đời của mình, bằng cấp, thì thẩm quyền thuộc linh tùy thuộc vào cái mối tương giao của chúng ta với Đức Chúa Trời. Quý vị ơi, tôi có nhiều câu chuyện Chúa Giêsu cầu nguyện, mà tôi rất thích câu chuyện trong Mác đoạn 1 câu 32 đến câu 39. Tại sao vậy? Bởi vì trong cái suy nghĩ của tôi đó, nếu có một cái thời điểm nào trong cuộc đời của Chúa Giêsu trên đất mà Ngài không cần cầu nguyện, thì đó chính là ngày hôm đó đó. Cái ngày mà Chúa dậy sớm. Cái ngày đó tôi cảm giác rằng là trong suốt cuộc đời của Chúa, Chúa đối diện với biết bao nhiêu điều. Nhưng cái ngày hôm đó, nếu như cần phải có một ngày ngưng cầu nguyện, thì đó là ngày hôm đó. Bởi vì sao vậy? Bởi vì mọi sự dường như đang thuận lợi với Chúa. Mọi sự dường như đang diễn ra một cách tốt lành, và mọi người đang nhìn về Chúa. Ồ quý vị ơi, tôi năm trước tôi có dịp tôi đi Israel, và tôi được dẫn vào trong một cái di tích. Họ nói rằng đây là cái nhà hội của Capernaum. Và khi tôi đọc phân đoạn Kinh Thánh này, tôi đặt mình như là một người đang đứng ở trong cái nhà hội, trong cái ngày Sa-bát đó. Tôi sẽ thấy cái gì? Tôi sẽ thấy rằng là khi mà Chúa Giêsu bắt đầu giảng dạy đó, thì mình bắt đầu nghe những cái tiếng xì xào của những cái người trong nhà hội ngày hôm đó. Lạ quá, đặc biệt quá. Và rồi thì khi Chúa Giêsu bày tỏ quyền năng của Chúa trong sự đổi quỵ, chúng ta nghe những tiếng wow thật là lớn lên. Và rồi buổi chiều hôm đó ở trước nhà phía đó, chúng ta thấy là Chúa chữa lành bệnh. Và rồi những cái tiếng la hét mừng lên của những người đã bệnh tật lâu năm nay không lành được, những người bế tắc trong cuộc sống. Chúng ta nghe những cái tiếng la lớn lên của những người thân, của những người mà có con cái bị quỷ ám, bây giờ được Chúa đuổi ra. Và tiếp theo đó, tôi hình dung đã ở ngay tại buổi chiều hôm đó, tại trước nhà Phi-e-rơ đó, thì sao? Những cái tiếng, những lời cảm ơn, những lời tung hô, những lời khen ngợi. Và sáng hôm sau, Kinh Thánh nói với chúng ta rằng khi trời còn tờ mờ, Chúa Giêsu thức dậy, không nấn ná một phút nào để tận hưởng cái sự thành công và danh tiếng của mình, nhưng Ngài đã tìm đến một nơi riêng tư để tương giao với Đức Chúa Cha. Tương giao với Đức Chúa Cha, đó là ưu tiên trong đời sống của Chúa Giêsu. Nó lớn hơn sự thành công của Ngài, nó lớn hơn cả danh tiếng của Ngài, nó lớn hơn cái bận rộn trong công việc của Ngài, nó lớn hơn cả những cái trách nhiệm và những cái nan đề trong cuộc sống của Ngài. Ưu tiên trong cuộc sống của Chúa Giêsu không có gì khác hơn là tương giao với Đức Chúa Cha. Nếu như giờ này tôi hỏi quý vị rằng là, quý vị ơi, quý vị có cầu nguyện mỗi ngày không? Có. Mấy người không cầu nguyện là đâu có đi dự hội đồng. Không phải mấy người không đi dự hội đồng là không cầu nguyện đâu, nhưng mà tới đây thì tôi nghĩ chắc là cầu nguyện rồi. Nhưng mà nếu tôi hỏi câu hỏi thứ hai là, quý vị có cầu nguyện vậy thì quý vị có tương giao với Chúa không? Sao ngại ngần vậy?
Tại vì nó có một cái thực tế, nó là có rất nhiều khi chúng ta cầu nguyện mà chúng ta lại không tương giao với Đức Chúa Trời. Bởi vì sao vậy? Bởi vì trọng tâm trong cuộc đời của chúng ta nhiều khi không phải là Đức Chúa Trời mà là chính mình. Trọng tâm trong cuộc đời chúng ta là quyền lợi của mình, là sự an vui của mình, là danh tiếng của mình, là chức vụ của mình. Và chúng ta cầu nguyện với Đức Chúa Trời là để đạt những điều đó hơn là để tương giao với Đức Chúa Trời. Và đó là cái lý do mà tôi nói rằng có rất nhiều người trong chúng ta quỳ gối xuống chúng ta cầu nguyện mà chúng ta không hề có một cái tấm lòng khao khát rằng Chúa ơi, Chúa là trung tâm trong cuộc đời con, giờ này con không muốn gì khác hơn là con được nghe tiếng Chúa và con được biết Ngài nhiều hơn. Chúng ta lấy mình làm trung tâm ngay cả trong khi chúng ta đang cầu nguyện. Chính vì vậy mà chúng ta cầu nguyện mà chúng ta không tương giao với Chúa. Và chúng ta thấy rằng trong tất cả những điều đó, Chúa Giêsu ưu tiên trong việc tương giao với Đức Chúa Cha. Và rồi nó dẫn đến điều gì? Câu 36 và câu 39 nói rằng Simon cùng đồng bạn đi tìm Ngài. Khi kiếm được thì thưa rằng hết thảy đứng tìm Thầy. Ngài phán: chúng ta hãy đi nơi khác trong những làng xung quanh đây để ta cũng giảng đạo ở đó nữa. Và ấy là cốt tại việc đó mà ta đã đến. Ngài trải khắp xứ Galilê, giảng trong các nhà hội và đuổi quỷ. Chúa Giêsu ưu tiên trong cuộc đời của Chúa Giêsu là tương giao với Đức Chúa Cha. Và chính cái điều đó đã dẫn Chúa Giêsu đến một cái điều cái gì, đó là ưu tiên trong cái chức vụ của Chúa Giêsu không có gì khác hơn là thuận phục chương trình của Đức Chúa Trời. Theo lời nói của Phi-e-rơ thì Chúa Giêsu sẽ phải làm gì? Chúa Giêsu sẽ phải quay trở lại nhà của ông và tiếp tục việc chữa lành đuổi quỷ. Và kết quả là gì? Kết quả chắc chắn xảy ra đó là tiếng tâm của Chúa Giêsu sẽ ngày càng vang xa. Nhiều người từ các vùng khác sẽ tiếp tục kéo đến để tìm sự cứu giúp từ nơi Ngài. Và trong tất cả những cái sự cám dỗ đó, trong tất cả những cái điều mà đặt mình làm trung tâm đó, Chúa Giêsu phán rằng chúng ta hãy đi nơi khác trong những làng xung quanh đây để ta cũng giảng đạo ở đó nữa, vì ấy cốt tại việc đó mà ta đã đến. Chúa Giêsu biết rõ là Ngài đến thế gian để làm gì. Ngài biết rõ chương trình của Đức Chúa Trời muốn Ngài làm gì. Và thay vì thực thi cái thẩm quyền được ban cho để thỏa mãn cái cảm xúc, cái tìm kiếm cái sự nổi tiếng của mình, Chúa Giêsu chọn cách thuận phục chương trình của Đức Chúa Cha. Ôi quý vị, cho dù chúng ta có là ai, cho dù chúng ta có sở hữu bất cứ điều gì, thì chúng ta cũng chỉ là những quản gia của Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng chỉ là những tôi tớ của Ngài. Và chúng ta có trách nhiệm sử dụng những gì Chúa ban cho, kể cả cái thẩm quyền thuộc linh, cho ý muốn và cho mục đích của Đức Chúa Trời. Và chính vì cái sự ưu tiên trong đời sống của Chúa Giêsu là sự tương giao với Đức Chúa Cha, cho nên Ngài cũng đã đạt được sự ưu tiên trong chức vụ của Ngài là thuận phục chương trình của Đức Chúa Cha. Đeo đuổi những cái ưu tiên này, Chúa Giêsu đã vượt qua những cái cám dỗ của lợi danh quyền và không để những cái điều này ngăn trở Ngài hoặc làm sao nhãng cái việc hoàn thành ý muốn của Đức Chúa Cha. Tôi suy nghĩ về đề tài cầu nguyện, tôi thấy rằng ngày hôm nay rất nhiều người chúng ta, những tín hữu chúng ta đang bị lừa dối về hai điều, trong hai điều về sự cầu nguyện. Cái điều thứ nhất là gì? Đó là chúng ta để cho những nan đề, sự bận rộn, công việc và cả sự thành công khiến cho chúng ta sao nhãng việc tương giao với Đức Chúa Trời. Hay nói một cách khác, chúng ta không xem sự tương giao với Đức Chúa Cha, với Đức Chúa Trời là cái ưu tiên trong đời sống của mình. Đó chính là điều mà ông Gia-cơ ông nói trong đoạn 4 câu 2 rằng: anh em tham muốn mà chẳng được chi, anh em giết người và ganh ghét mà chẳng được việc gì hết. Anh em có sự tranh cạnh và chiến đấu, anh em chẳng được gì vì không cầu xin. Thế nhưng cái sự lừa dối nguy hiểm hơn đối với nhiều người trong chúng ta, đó là chúng ta vẫn trung tín trong sự cầu nguyện nhưng chúng ta lại không thật sự tương giao với Đức Chúa Trời, không thật sự tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời và không có một cái cam kết để mà vâng phục ý muốn đó. Và chính vì đó mà ông Gia-cơ ông tiếp tục ông nói trong đoạn 4 câu 3 rằng: anh em cầu xin mà không nhận lãnh được vì cầu xin trái lẽ để dùng trong tư dục mình. Gia-cơ đoạn 4 câu 2 là cái lừa dối đầu tiên là người ta không cầu nguyện. Và Gia-cơ đoạn 4 câu 3 là người ta bị lừa dối thứ nhì là người ta vẫn cầu nguyện. Nhưng cầu nguyện này làm gì? Vì cớ tư dục của mình. Cầu nguyện vì mình. Chúa không phải là trung tâm của chúng ta nhiều khi cả trong sự cầu nguyện. Đó là lý do mà sứ đồ Phi-e-rơ nói với chúng ta rằng sự cuối cùng của muôn vật đã gần. Vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện. Sự cuối cùng của muôn vật đã gần nghĩa là gì? Nghĩa là cái trận chiến đã đi vào hồi kết. Nghĩa là kẻ thù của chúng ta là Satan đang lồng lộn lên và dùng hết cả sức lực để chống trả vương quốc của Đức Chúa Trời, để có thể đối diện với sự hung hãn và lừa dối của kẻ thù. Thì Phi-e-rơ nói rằng trước khi làm những việc gì khác mà ông nêu lên trong câu 8 đến câu 11 thì chúng ta cần phải cầu nguyện, cần phải tương giao với Đức Chúa Trời, nuôi dưỡng sự sống thuộc linh trong mình chúng ta. Làm sao để có thể cầu nguyện? Ông nói rằng hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện. Bạn hiểu đến thì dịch rằng hãy tỉnh táo và tiết độ để cầu nguyện. Nói một cách khác,
để cầu nguyện cần có một cái tâm trí tỉnh táo và cần có một cái tinh thần tiết độ. Tỉnh táo nghĩa là gì? Ở trong nguyên nghĩa, tỉnh táo có nghĩa là một cái tâm trí sáng suốt, một cái tinh thần lành mạnh. Đây là người có khả năng suy xét đúng đắn, thấy rõ những gì là quan trọng và những gì là không quan trọng, là những người không bao giờ hành động một cách tùy hứng, vội vàng và mất quân mình. Thế thì tại sao nơi đây sứ đồ Phi-e-rơ khuyên chúng ta rằng cần phải có một tâm trí tỉnh táo để chúng ta cầu nguyện khi mà sự cuối cùng của muôn vật đã gần? Cái lý do đầu tiên đó là vì càng gần thời kỳ cuối cùng thì ma quỷ càng hoảng loạn và tấn công chúng ta bằng nhiều cách, và chúng ta cần có một tâm trí sáng suốt để phân định đúng hay sai. Chúng ta đang ở trong một cái thế giới hỗn loạn đạo điên. Đúng sai nó là một cái điều gì đó thật khó phân biệt. Đâu là đạo đức, đâu là vô đạo đức cũng khó mà phân biệt. Chúng ta thấy rằng ngày hôm nay hôn nhân đồng tính được ca ngợi, còn những cái người mà phản đối hôn nhân đồng tính đó, thì được gọi là những người nó không có văn minh, những người nó là những người có tâm trí hẹp hòi, bảo thủ, thành kiến, kỳ thị. Và cái sự hỗn loạn đó nó không chỉ xảy ra trong cái xã hội bên ngoài chúng ta, sự hỗn loạn nó xảy ra ngay ở bên trong hội thánh của chúng ta. Chúng ta thấy ngày hôm nay sự hỗn loạn đó nó diễn ra, trước hết đó là sự hỗn loạn về phương diện giáo lý, về phương diện kinh thánh ở ngay trong hội thánh. Ngày hôm nay nhiều hội thánh, nhiều tín đồ không quan trọng sự giảng dạy nào là đúng là sai với kinh thánh, không quan trọng cái gì là tà giáo hết. Đối với họ, sự giảng dạy nào mà họ nghe nó hợp lý, nó hợp ý với họ thì là tốt rồi. Ngay cả khi mình bước, mình đứng, mình hát, mình thờ phượng cũng vậy, mình không quan tâm rằng cái bài hát đó nó có thật sự phù hợp với lẽ thật của kinh thánh mà nó đem mình vào sự thờ phượng hay không. Mình chỉ quan tâm rằng cái nhạc đó nó có đụng đến cái cảm xúc của mình hay không. Và rồi chúng ta thấy rằng để bảo vệ cho cái giáo hội của mình, để giữ cho cái giáo hội của mình đông đúc, để giảm nhẹ sức tấn công của thế gian, nhiều hội thánh, nhiều giáo hội đã bắt đầu thỏa hiệp với thế gian. Họ đã thay đổi để phù hợp với trào lưu của xã hội. Cho nên nhiều giáo hội, nhiều hội thánh đã bất chấp sự dạy dỗ của kinh thánh khi công nhận hôn nhân đồng tính. Và rồi người ta đi ngược lại với sự dạy dỗ của kinh thánh khi để cho người nữ lãnh đạo và giảng dạy trong hội thánh. Đó là một cái sự thỏa hiệp, một sự hỗn loạn về giáo lý, về kinh thánh ở ngay trong hội thánh của Chúa. Cái sự hỗn loạn đó không chỉ diễn ra ở trong cái vấn đề về giáo lý và sự dạy dỗ đâu, mà ngay cả trong cái việc tổ chức gây dựng hội thánh cũng vậy. Tôi sinh năm 1967, năm nay tôi 56 tuổi. Tôi có được một cái may mắn, tôi sinh ra trong gia đình ba mẹ tôi biết Chúa. Tôi đi nhà thờ từ khi tôi còn nhỏ, vậy là tôi đi nhà thờ từ năm 67 tới bây giờ là được 57 năm rồi. 56 tuổi với một năm nằm trong bụng mẹ tôi đi nhà thờ, 57. Tôi ở trong một cái nhà thờ, đó là nhà thờ Trương Minh Giảng. Tôi nói đây tín hữu Trương Minh Giảng nghe họ cự tôi chết. Tôi đã từng ở trong một cái nhà thờ mà ngày hôm nay Chủ nhật tới hơn 1.000 người nhóm, và Chủ nhật tuần sau tới các băng ghế nhà thờ trống chỉ còn khoảng chừng 1/3 số tín hữu còn lại. Hội thánh bị phân rẽ bởi vì phong trào ân tứ. Và rồi trong suốt những năm tháng tôi lớn lên 40 năm ở tại hội thánh, tôi nhìn thấy có những lúc hội thánh bị phân rẽ vì chia rẽ, vì có những cái đụng chạm, vì tổ chức, vì rất là nhiều. Nhưng quý vị ơi, tôi chưa bao giờ nhìn thấy hội thánh nó hỗn loạn như trong năm vừa qua. Tôi không biết điều gì đang xảy ra. Không còn bất cứ một cái lề lối nào trong hội thánh được tôn trọng. Và những gì tôi được dạy dỗ, tôi được lớn lên ở trong hội thánh, nó đã bị đảo lộn một cách hoàn toàn. Dường như nhiều người chúng ta đang thiếu một cái tâm trí tỉnh táo, và chúng ta đối diện với những nan đề đang diễn ra trong hội thánh. Mọi người đều nói rồi viết rồi. Mọi người nhà nhà livestream, người livestream. Chúng ta không biết làm những điều đó để làm gì. Chúng ta không đặt cái điều đó trong cái nhìn của kinh thánh. Chúng ta làm bởi vì bị thôi thúc bởi cái cảm xúc của mình. Chúng ta làm bởi vì cái tôi của mình bị đụng chạm. Chúng ta thiếu cái sự tỉnh táo để mà chúng ta cầu nguyện. Quý vị ơi, trong tất cả những điều đó, ai thắng ai thua đây? Bây giờ cũng chưa biết ai thắng ai thua nữa. Quánh xong chưa? Còn đánh mà làm sao biết ai thắng ai thua? Nhưng mà ngay tại bây giờ đây, cho dù cái trận chiến chưa xong, thì tôi chắc một điều: chúng ta không ai thắng hết. Ma quỷ đang thắng. Quý vị có thấy mình phải đổ nước mắt vì tất cả những điều đó? Chúng ta đang giành cái gì ở nơi đây? Chúng ta đang tranh chiến cái gì ở nơi đây? Chúng ta thiếu một tâm trí tỉnh táo để mà chúng ta có thể cầu nguyện, để mà chúng ta có thể đối diện với những nan đề của hội thánh, của giáo hạt trong suốt 9 tháng vừa qua.
Chúng ta cần phải có một tâm trí tỉnh táo, là bởi vì ngày cuối cùng lại gần. Chúng ta cũng cần có một tâm trí tỉnh táo, bởi vì cái thế gian hỗn loạn này nó cần một chỗ để nương dựa và tìm kiếm một giải pháp. Và đó phải là hội thánh của Đức Chúa Trời và mọi cá nhân tín hữu. Ôi quý vị ơi, quý vị có đau lòng khi quý vị thấy rằng con cái chúng ta hiện giờ trong 9 tháng vừa qua nó mất đức tin nơi Chúa và cả lòng tin nơi hội thánh nữa không? Và con cái chúng ta nó còn mất đức tin nữa, huống chi những cái người bên ngoài làm sao họ có thể nhìn vào hội thánh và họ nói rằng đây là cái nơi mà họ có thể đến để thờ phượng Chúa được. Đấy là cái lúc mà chúng ta cần phải có một cái tâm trí tỉnh táo để chúng ta gây dựng nhau, để chúng ta sống làm vinh hiển cho Chúa. Và chúng ta cần có một tâm trí tỉnh táo để chúng ta cho thế gian biết rằng đây là hội thánh của Đức Chúa Trời, hội thánh có lời của Chúa. Chúng ta cần phải có một tâm trí tỉnh táo và chúng ta cần phải có một cái tinh thần tiết độ. Tiết độ trong nguyên nghĩa có nghĩa là trầm tĩnh, là điều độ, là trái với say rượu. Nó có nghĩa là chưng mực, là có ý thức. Một người có tinh thần tiết độ là người không để cho bất cứ điều gì có thể kiểm soát mình. Sứ đồ Phao-lô nói trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 2 rằng mọi sự tôi có phép làm nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Mọi sự tôi có phép làm nhưng chẳng tệ sự gì bắt buộc được tôi. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà mọi người được cổ suý là bạn chỉ có một cuộc đời mà thôi, bạn hãy sống là chính mình đi, hãy làm cái điều mình thích. Nhưng chúng ta khác hơn người thế gian, cuộc đời của chúng ta không thuộc chính mình. Cuộc đời của chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng ta có một mục đích cao trọng, có một sự trông đợi vinh hiển. Và do đó chúng ta phải sống tiết độ, đặc biệt là tiết độ trong lời nói, và phải giữ gìn các kỷ luật thuộc linh. Làm sao để chúng ta có được một tinh thần tiết độ? Chúng ta phải chịu khổ vì Chúa, phải theo dấu chân Chúa. Đừng có tìm kiếm sự đáp ứng của những ham muốn của mình, đừng có tìm kiếm sự chấp nhận của những người khác. Tỉnh táo và tiết độ để làm gì? Sứ đồ Phi-rơ nói rằng sự cuối cùng của muôn vật đã gần, hãy tỉnh táo và tiết độ để cầu nguyện. Tại sao cần phải có một tâm trí tỉnh táo và tiết độ thì mới cầu nguyện được? Bởi vì nếu chúng ta không có một tâm trí tỉnh táo và tiết độ thì chúng ta không thật sự cầu nguyện đâu. Chúng ta không thật sự đến với Chúa, không thật sự tương giao với Chúa đâu. Có một đầy tớ Chúa nói một câu rất hay, ông nói rằng ngày hôm nay nhiều tín hữu đang cầu nguyện giống như là người không tin Chúa cầu nguyện. Người không tin Chúa họ cầu nguyện như thế nào? Đó là trong cơn bối rối hoạn loạn, họ không biết bấu víu vào đâu, họ cầu nguyện với đủ các thần tượng để ít nhiều cũng có cái sự lừa dối về bằng cái cảm giác bình an. Và nhiều cơ đốc nhân ngày hôm nay cũng đang cầu nguyện giống như vậy, họ không đủ tỉnh táo và tiết độ, nên họ nhiều người đang đến với Chúa chỉ để tìm sự đồng thuận của Chúa trong những cái điều mà họ đã quyết định rồi. Họ đến với Chúa, họ cầu nguyện xong rồi thì làm gì nữa? Họ đứng dậy và tiếp tục thực hiện cái ý muốn của mình, cái kế hoạch của mình đối với những nan đề mà họ đang đối diện. Và cũng giống như Chúa Giêsu vậy, sự ưu tiên trong việc tương giao với Đức Chúa Cha đã hướng dẫn hành động tiếp theo của Chúa. Thì tôi tin rằng sự cầu nguyện trong tinh thần nhận biết Chúa, trong một tâm trí tỉnh táo, một tinh thần tiết độ, nó cũng sẽ dẫn chúng ta đến những hành động đúng đắn. Chúng ta không có nhiều thời giờ để nói về Phi-rơ nhất đoạn 4 từ câu 7 đến câu 11, nhưng rõ ràng chứ đồ Phi-rơ nói rằng khi anh em lấy tâm trí tỉnh táo và tinh thần tiết độ mà cầu nguyện thì điều gì tiếp theo xảy ra? Ông nói rằng khi anh em đứng dậy thì anh em hãy lấy lòng yêu thương sốt sắng, vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi. Che đậy vô số tội lỗi là gì? Che đậy vô số tội lỗi có nghĩa là không thấy tội. Che đậy vô số tội lỗi, Gia-cơ đã giải thích trong đoạn 5 câu 19-20 rằng che đậy vô số tội lỗi có nghĩa rằng là giúp cho người khác thoát ra khỏi cái tội lỗi đó, phục hồi cuộc đời của họ gây dựng. Một cái người thật sự tương giao với Chúa, cầu nguyện với Chúa bằng một tâm trí tỉnh táo, một tinh thần tiết độ, đứng lên sẽ là một cái người yêu thương anh chị em mình, đem sự chữa lành đến cho anh chị em mình, chứ không phải là chà đạp anh chị em mình. Chúng ta thử nhìn lại để chúng ta coi mình cầu nguyện có đúng không. Nếu mình thật sự tương giao với Chúa, mình sẽ đứng lên và sống một cuộc đời yêu thương. Ông phía rơm nói là yêu thương khó lắm, thành ra anh em mày có lòng sốt sắng mà yêu thương. Sốt sắng có nghĩa là không dứt, nó có nghĩa là một nỗ lực, nó có nghĩa là cố gắng hết mình. Yêu một người không dễ, yêu một cái người làm tổn thương mình càng khó hơn. Và chúng ta chỉ có thể yêu được khi chúng ta dốc độ tâm lòng mình với Chúa. Một người thật sự cầu nguyện với Chúa đứng lên không chỉ là một người đem sự yêu thương, sự chữa lành đến cho người khác, mà tiếp theo ở trong câu 10 ông nói rằng mỗi người trong vòng anh em mà lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ cái thứ ơn của Đức Chúa Trời. Người đó là người dùng hết những gì Chúa ban cho mình để tiếp tục gây dựng, phục vụ Chúa, gây dựng những anh chị em của mình.
Và điều quan trọng hơn hết, câu 11 ông nói rằng: hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng được sự vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng. Amen. Một người để lấy Chúa làm trung tâm, một người quỳ gối xuống trước mặt Chúa, tương giao với Chúa, dốc độ trước mặt Chúa, là một người đứng lên và nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con không có gì là quan trọng đến cuộc đời này, này hết. Danh tiếng của con không có gì là quan trọng hết. Quyền lợi của con có gì là quan trọng hết. Điều quan trọng của con là gì? Mọi sự làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Đó là cuộc đời của một người cầu nguyện và tương giao với Chúa. Ô quý vị ơi, chúng ta đến dự hội đồng giáo hạt lần thứ 48 này để làm gì? Để làm gì? Có bây giờ quý vị đặt câu hỏi đó cho mình không? Chúng ta đến đây để làm gì? Mỗi người trong chúng ta có thể có những mục đích khác nhau, có những mục đích đúng. Và tôi không cần làm tiên tri, tôi cũng biết rằng cũng có những mục đích sai. Có một, những mục đích tốt và cũng có những mục đích xấu. Thế thì cái nào là đúng, cái nào là sai? Cái nào là tốt, cái nào là xấu? Châm ngôn 21 câu 2 nói rằng: mọi đường lối của con người đều chính đáng theo mặt mình, xong Đức Giê-hô-va đánh giá tâm lòng. Không phải tôi, cũng không phải quý vị nói điều gì là đúng, là sai, là tốt, là xấu đâu. Mà ai nói? Chúa nói. Chúa nói. Chính vì vậy mà điều tôi ao ước hơn hết trong buổi tối hôm nay, chúng ta có một cái hội đồng cầu nguyện. Tôi chỉ đi dự hội đồng được 15 lần. Tôi không biết những lần trước có cái hội đồng cầu nguyện không, nhưng có lẽ tôi đoán đây là cái truyền thống của giáo hạt, có một hội đồng cầu nguyện trước khi khai mạc. Nhưng thưa quý vị, tôi ao ước rằng tối hôm nay chúng ta đừng đến đây như là một truyền thống của giáo hạt. Đây là thì giờ mà tôi ao ước rằng nó sẽ thay đổi tấm lòng và tâm trí của mọi chúng ta. Đây là thì giờ chúng ta đến với Chúa, đến một cái tâm trí tỉnh táo để nhận biết rằng Chúa Giêsu là trung tâm, chứ không phải là tôi. Chúa Giêsu là trọng tâm trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta đến với một cái thái tinh thần tiết độ để có thể nói không với cái tôi của mình và cam kết thuận phục ý muốn của Chúa. Tôi ao ước rằng sau thì giờ này chúng ta ngồi lại với nhau, chúng ta cầu nguyện với nhau, để rồi chính buổi cầu nguyện tối hôm nay nó sẽ giúp chúng ta biết rằng mình sẽ làm gì trong những ngày tới, để giúp cho chúng ta biết rằng chúng ta cần phải đứng lên và chúng ta sống một cuộc đời yêu thương, để chúng ta phục vụ Chúa một cách có kết quả. Và rồi sau buổi tối hôm nay chúng ta cũng sẽ cam kết với Chúa, mỗi một người trong chúng ta rằng: Chúa ơi, con sẽ không tìm kiếm điều gì khác hơn là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Amen.